afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ chơi lại chị Mách xếp hạng. Đấy, một ngày mình cứ chăm chỉ chơi ba trận ranh nữa. Đấy, tích một đống cầu vô để mai mốt nữa. Canh ngày nào mà kiểu có để xem thầy đó mọi người, coi bói. Kiểu thầy phán hôm nay con đã mở được nhiều trang phục lẫn cả skin ấy. Ừ thì con nhớ là con like con đập cầu nha. Đấy. Bây giờ làm gì cũng phải đi coi ngày hết trơn. Để kiếm nháy vàng mọi người ơi. Chứ giờ đập ra thấy đang đập, thấy đá tím nó nhảy lên là thôi rồi, mình biết là cái màu gì rồi đấy. Cho nên là nhiều khi cảm giác nó cũng hơi bị bức rứt, bức xúc. Có lẽ là sang thứ 2 hoặc thứ 3 tuần sau thì mình sẽ livestream một buổi và đập cầu. Đập cầu collab ăn chuột đét nha mọi người. Hôm nay em liều không? Em chưa con mech hết thời trong rank. Tại vì lướt nguyên một cái danh sách không biết chơi con gì cả. Quá mệt mỏi đúng không? Rất là đau đầu để chọn một cái nhân vật chơi xong rồi đúp lên cho mọi người xem. Phải chọn những cái nhân vật kiểu mọi người thích này, mọi người yêu, mọi người mến, mọi người quý. Thì lúc đấy là mới có thể là chơi được. Xong rồi em còn phải lên YouTube xong rồi em gõ identity file Bro Playo. Xong bắt đầu em phải xem. Em xem để em lấy cảm hứng. Cảm hứng trong tiếng Anh gọi là gì? Inspiration cái gì đó. Ừ đó, em phải lấy cái nguồn cảm hứng để em mới có thể em chơi nó thành thục được. Đấy, chẳng hạn như là có nhiều bài hát kiểu em xem chả có mê gì. Xong tự nhiên tôi thấy một cái người nào tác động vô, chẳng hạn như là nó mở oang oang bên tai ấy, thì cũng tò mò nghe, lúc đấy mới thích. Như ngày xưa cái bài As If You Last cái gì của Blackpink ấy, má chi một trò ròm, má chi một trò ròm ấy. Lúc đầu thằng em tôi nó nghe, nó đạp xe đạp ở nhà tập sức khỏe, tập thể dục ấy. Tôi bảo mày nghe cái gì nhạc thì mà nhức đầu vậy. Nhưng mà nghe riết tự nhiên ghiền. Cái bài gì mà má chi một trò ròm, má chi một trò ròm. Xong rồi Singano ne op gần đề nâng đề mu hàn tố hè chì nè xê sang nâng nâng hà nâng mơ mi sinh yu but a man will set me free. Đấy cái bài đó đấy, không biết bài tên gì, As If You Last cái gì đó. Sau này nghe mới biết sự tồn tại của nhóm nhạc hai màu đen hồng. Thế lúc đấy là mới mê bốn cô. Chứ trước thì có biết bốn cô là ai đâu. Đấy. Cho nên là mình làm gì cũng phải có một cái sự gọi là chị thư ký nghe mùi qua đây. Đấy. Thấy không? Tôi đảo cam, tôi thấy cái mùi qua đây là tôi phải chạy trước rồi. Còn máy muốn kịp hay không thì tôi không quan tâm. Ôi chết rồi. Thấy rồi mọi người ơi. Khổ quá mà. Không sao. May trận này em. Úi dồi ôi, nó đi qua ván luôn. Nó không sợ ván luôn ấy. Đã thế thì mình cai là mình phải đập ván luôn. Thì con này nó không có sợ ván. Mình phải dòm động tĩnh của nó xem là nó có cái hành động gì. Và sau đấy là đấy, thấy không? Sau đấy là mình sẽ tiếp tục mình sẽ xử lý. Úi giời ơi cái thư đập ván. Nè, thư ký đến từ Bình Dương đúng không? Trời ơi, kinh quá rồi. Quá kinh rồi. Đừng có để quốc mẫu áo xanh này cai cháy hán con thư ký Bình Dương nghe chưa? Đa cho em lệnh này đi anh. Ui dồi, nó ghi luôn. 3, 2, 1. Không có được tăng tốc nhờ cửa sổ ta. Tức ghê. Ôi, tôi đi qua ván luôn á. Không ngờ. Nhưng mà hai máy của mình đang sửa dở, mọi người đang bù hết rồi nè. Tàn đời rồi con thư ký sụp. Sắp tới thì thư ký có skin nha mọi người. Đấy, skin đỏ le đỏ lét. Tôi tưởng cô dâu không á má.
thường thì ở bên Trung Quốc thì thường chung đám cưới ấy, mọi người thấy là phim cổ trang ngày xưa ấy, cái thời mà còn vua chúa đồ thì mọi người thường mặc cái áo đỏ, rồi chú rể thì cứu má. Trời ơi, má tên cứu mạng mà má cứu mà má mặt má đần ra đó má, không hiểu nổi. Trời ơi, tên cứu mạng nhưng mà được đứng ngay ghế rồi mà cứ đẫn thờ thẫn thẫn thờ đó. Trời ơi đừng. Trời ơi, sao mà đùa chị mách vô chi vậy trời. Một con mách mà cái thư cũng thả cũng không ra hồn nữa. Trời ơi, nó thả cái thư kìa. Rùng mình thật chứ. Thư ký Bình Dương hả? Trời ơi, quỷ tới. Sợ quá à. Thư ký này chơi kỳ à. Trời ơi, phải chi mà ngày nào đi rảnh gặp mấy hunter nó chơi như này thì kiểu cầm mic cũng đỡ rén. Thư ký gì vậy? Anh Tiên Chi ơi, từ đầu đến giờ anh chưa dùng cú, anh đừng có bỏ em đi mà anh ơi. Đúng rồi đó, anh có một con cú đó. Anh đừng có đi nha anh. Anh ở lại đi, anh búp em cú xong em mám mám má chi một trò ròm cho anh nghe nè. Rồi, chuyển vào khu nhà lớn rồi. Bà này hết giấy hả? Sao nãy giờ không thấy soi? Gì thư ký thì ở công ty nào tuyển thư ký này vậy trời? Trời ơi, tha cho em lệnh này đi chị. Còn 15 giây nữa hết mắt đỏ. Chết rồi, nó ghi là nó... À, đi đường đấy à? 6, 5... 4, 3, 2, 1, hết bắt đầu. Yeah. Trời ơi, cái thư gì vậy? Đau quá nè. Suy nghĩ không được. Cái emote gì mà không có dùng được vậy trời. Xấu hổ. Trời ơi, công ty nào tuyển thư ký này vậy? Trả lời liền. Vâng, mọi người đừng chuyển kênh nhá. Mình sẽ thêm trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem nha. Đấy, mọi người thấy em đi rank không? Thua, hòa, thắng. Đấy, một ngày 3 trận vui vẻ thôi chứ không cần gì nhiều. Nhiều khi hát nhạc Hàn nó vô chi đó mọi người. Có thuộc lời đâu. Ở nhiều khi chép phiên âm ra thì mình nhìn theo mình cũng hát. Nhưng mà nhiều khi hát cũng chả đúng. Ngày xưa em cũng, cái thời mà em còn học lớp 7 là cái mấy cô SLSD còn ra cái bài Mr. Taxi đấy. Cái MV gì mà bên Nhật rồi mấy cô mặc bộ đồ vàng vàng đội cái nón rồi nhảy trên cái background, bài cái gì? Background xanh xanh nháy nháy rồi bộ đồ đen đen có cái bản đồ thế giới đấy. Úi dồi ôi, ngày này, hồi đấy là thịnh hành cái ITV lắm. Xong bắt đầu là cứ mỗi lần mà ở tầm khoảng 11 giờ gì đấy nó bắt đầu nó chiếu lên là kiểu... Có fan vote, ngày xưa có hiểu cái gì là fan vote đâu. Nó chiếu thì coi rồi đấy. Xong cứ mịt taxi xô thì chu si đó. Trời ơi, nghe ghiền dã man. Sau này mấy cô ra bài ố. Xong rồi lúc mà cập nhật được thêm cái internet thì bắt đầu là mới thêm mới nghe được cái bài ố chế. Anh chung em có thấy sáng lán ngon ăn không đấy. Mọi người, ủa cái bài đó là bài gì? Bài ố đúng rồi. Trời ơi, ngày xưa anti-fan vui lắm chứ không phải như bây giờ. Anti-fan ngày xưa còn đầu tư cả cái sức chế rồi hát vui kinh khủng. Giờ mọi người kiếm trên YouTube cũng hay, cũng có đấy. Ố chế của SLSD đấy. Ờ gì, anh chồng em có thấy xanh lan ngon ăn không? Đợt vừa rồi mẹ mua cho em cái quân độn mông. Vui lắm. Ngày xưa, bởi vậy nhiều khi em nhìn lại quá khứ của em. Cái nick Facebook cũ của em nhiều khi em muốn khóa nó đi mà em không biết khóa mọi người à. Mà cái nick Facebook cũ của em là em chơi cái trò Candy Crush Saga được hơn 1000 level rồi mà em không nỡ khóa, bởi vì nếu mà em khóa mà em muốn đăng nhập nó để em mở cái Crush Saga đó mà em khóa thì em phải mở lại rất là phiền. Ngày xưa nhìn cái Facebook cũ nó ghê dã man.
nó kinh dị một cách không thể nào tưởng tượng nổi, bởi vì có nhiều cái ố dè trẻ nó đúng là thời trẻ trâu. Đấy, cái nick Facebook hiện tại em đang dùng cũng lập vào năm khoảng đâu là 2018. Lúc đấy là em đã nhìn chiêm nghiệm một cuộc đời. Em phải bước ra khỏi thế giới mới. Em phải come into the new world. Em bước vào thế giới mới để em trở lại một con người gọi là ở đao. Cái gì mà bung dù vô vậy? Mọi người biết ở đao là gì không? Là người lớn đó. Trời ơi. Còn kiểu tin là có mười mấy tuổi thôi. Còn Adele. Đấy. Tôi tưởng là Adele hát bài Rolling in the Deep không? Kinh khủng. Hôm nay chơi mấy bộ trang phục B nha. Tại vì là tự nhiên mình lướt thấy cái bộ này cũng xinh chơi lại. Nhưng mà trang phục có thể hèn nhưng phụ kiện không bao giờ hèn nha. Phụ kiện ép Danganronpa. Trời ơi. Sắp tới là có hình như là năm mới sẽ có Danganronpa phần 3 đó. Làm ơn comeback Tomie dùm. Thiệt chứ tôi mà không tới tôi cứu là cái bà hương sư này chắc cũng bay rồi đó. Trời ơi. Chết trong lòng một ít thôi chứ. Lính thuê mánh tẹt rô là một có một cái gì đó đội quần. Mà sao hương sư nước hoa ba cái xịn ghê cái cuối ăn tẹt rô. Hết nước hoa ăn tẹt rô má. Trời ơi tổn thương dễ sợ. Mà tôi mà nói chuyện tôi cũng không dám nói. Tại vì nói sợ bị chửi. Nhưng mà lù lù nó ở vậy rồi. Mà mình không nói thì cũng không có được. Sao đuổi con máy vậy? Không sao, còn một máy. Được. Cho em lệnh này đi anh. Mình thích mấy cái bộ trang phục mà nó có cái ánh sáng màu xanh xanh này ghê á. Như cái skin Tư Minh nó cũng có cái tốm xanh này nhìn đẹp. Rồi không phải không chỉ màu xanh mà có thêm màu tím tím của cái bộ gì của nữ điều phối ấy, hoa oải hương cái gì đấy. Nhìn nó sáng sáng, nhìn nó sang nghĩa sợ. Trận này có hai người ca đã đi cốt đơ đó. Hí. Trời ơi. Trời ơi, nó nhắc lính thuê. Thanh niên này là chắc sợ tù nhân Pram máy phải nhắc thôi. Đến sửa máy mã hóa nào. Là sao má? Má lại má cứu không? Má ngồi bên núp vậy. Từ từ má ơi. Đang bị đuổi vậy nè. Rồi nó đuổi em. Không. Gì chứ thân ai ở team này mạnh nè, mạnh ai người chơi. Team này cũng thân lắm, thân ai đấy lo. Ôi chết rồi. Tôi không biết đi đường nào luôn á. Với cả là mình phải cai ra xa khỏi khu vực máy ấy. Mà khu này nó tưởng là sân bay Hà Nội không ấy trời. Sân bay Nội Bài. Trời ơi, không còn một cái ván nào hết trơn. Rồi ông kia đâu để heal nè. Để còn đi sửa máy, lát mình cứu ghế nữa. Ủa nó đâu rồi? Ủa? Heal không bạn ơi? Tôi sợ quá à. Nó bu cái dù tới là chết luôn á. Không ấy luôn rồi. Thôi sửa máy. Mình chỉ sợ nó bung dù tới thôi. Ủa bỏ ở đâu vậy? Ông này không bỏ đâu. Mình cứ sợ sợ ấy nha. Thôi chết rồi. Nhảy ngu rồi. Anh ơi tha cho em lần này đi anh. Hay quá. Hí. Ủa là đuổi không vậy trời. Ô đuổi tù nhân. Lính thuê sửa máy bên kia rồi. Ok. Đấy. Còn có một máy nhưng mà phải sửa hai máy để cho nó kịp. Không là tàn đời liền. Trời ơi, không có nhánh 3 giờ nữa. Khoan nha. Trời ơi, thấy đồng đội không có nhánh 3 giờ, muốn xỉu ngang. Skin B này đẹp quá ha, nhìn xinh.
Nhiều khi nhìn skin B nó còn đẹp hơn skin A thật sự. Tôi như tôi ngắm cái bộ skin gì mà đội nón của nghệ sĩ violon ấy ra cùng đợt với họa sĩ đấy. Trời ơi, thua mấy cái bộ B của họa sĩ thật sự. Thôi em đi cứu nè. Trời ơi, lính thuê biển đập nữa rồi. Từ từ nha, đừng manh động, em tới liền. Luôn luôn có một cái sự gọi là yêu thương của chị Mách dành cho mọi người. Tình yêu thương của em bao la. Hôm nay em có một câu chuyện rất là buồn, nhưng mà em không có tiện kể lên đây. Xong rồi em mở lại cái bài hát của Taylor Swift, cái bài Karma đó. You talk and see from the hell of it. Ngẫm lại sao mà giống cuộc đời mình ghê. Trời ơi, quỷ tới. Trời ơi, với xa cơ giữa chiến trường hóa tiền. Nên anh cô trang đuổi con mê cha nít tưới cận cuối chân. Trời ơi, nó giơ cái nách lên. Ta truyền đi anh. Ủa, tôi vừa hát cái gì vậy? Tim vọng cổ hả má? Trời ơi, nó gồng lên. Ghê thật chứ, sợ lắm luôn á. Nhiều khi hát thì thôi, chứ trong lòng sợ run dã man. Ui dồi, nó lại bung cái dù lên. Nó bung dù để nó chặn đầu mình đập ván ấy. Chứ nó tốt lành cái gì? Nó mà tốt cái gì? Quỷ. Ôi gồng. Úi giời ơi, gồng. Úi giời ơi, cái dù của nó. Nhiều khi em lố vậy thôi để cho mọi người vui, với cả em cũng đỡ sợ chứ. Sợ thiệt. Lãnh cung. Úi giời, ăn hít rồi. Ôi em cai nó hết được hết mắt đỏ luôn rồi nha. Không có đòi hỏi gì nữa nha. Ôi hai anh kia hiu đi xong lắc cứu em coi. Trời ơi, cai gần ghế luôn nè. Để lên ghế ở đấy. Mọi người cho em lên cứu em. Úi giời, chuông. Úi giời, chán đời không. Mọi người ơi, mọi người cứu em. Don't leave me alone. Nó xách em giống như là cái miếng chân giò của mấy cái bàn bán ngoài chợ vậy đó. Nó treo em như là miếng chân giò vậy đó trời. Rồi một người cửa đại diện ra cứu em nè. Cứu em đi mọi người. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng tháp. Hay quá. Ôi, tù nhân flywheel hay thật đấy. Nó không phải là một cái loại deck ho bình thường, mà nó là một cái dạng flywheel đó mọi người. Đấy, chơi fly nó kiểu mịn xịn như thế. Ok. Lính thuê ơi, cover cho em 2 hit nha. Nó không thèm đổi. Ok. Vô thôi. Tàn đời mày rồi. Ủa xong tù nhân không vô cổng luôn đi. Khổ. Bị nửa máu rồi không vô đi còn đứng nữa trời. Xong, chết tù nhân. Trời ơi, phải chi ông vô cổng luôn đi là được rồi, ông còn đứng đây làm gì không biết. Chắc là đợi giật điện đấy, nhưng mà chết luôn rồi. Anh ơi, qua đây đi anh. Úi giời ơi. E1, nằm xuống. Gì đây? Không có tự heal kịp đâu. Trời ơi, vô luôn đi là đẹp luôn á. Thôi tự heal. Lính thuê đâu, ra đỡ cho tù nhân hit nữa kìa. Bị body block. Xong, lính thuê ra không kịp. Trời ơi, vô luôn đi ngon rồi. Buồn ghê á, hơi bị tiếc nhưng mà không sao, vui. Ôi, tim. Trời ơi, ông này có skin Mikan luôn nè. Vô đi lắc ngáo giờ.
Tiếc quá à, tự nhiên đứng bị đánh nửa máu, đứng nó cho nó đập nữa. Chắc là chờ giật điện để cover mình nhưng mà chắc là không kịp. Nó đuổi luôn rồi mà điện ông này nhằm nhò gì đâu, dịch giống như là một sọ. Rồi mình kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Hơi bị buồn bởi vì kiểu mình tưởng trận này thắng ấy. Nhưng mà ông này ông ấy support cho mình nhưng mà không có được. Bye bye mọi người nha, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha.